Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất. Chương trình mầm dập của Đào bắt đầu. Để đạt xong. Thôi có mà. Ngang làm gì nha. Chặt hết lên. Cô dạy em 1, 2, 3. Em hít thở, hãy hà. Tất cả các bạn, ngày hôm nay thì Quyên đang ở resort Ngọc Sương tại Cam Ranh. Quyên đang thực hiện bộ phim Bí Nhân Kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Nhân vật của Quyên thì tên là Đào Thị. Cô là một cô gái có khá nhiều tính cách mà Quyên nghĩ rằng là tất cả mọi người đều không thích cái vai nhân vật này. Nhưng với Quyên đó là một cái nhân vật có nhiều cái để Quyên có thể thể hiện bản thân mình một cái mặt khác của Quyên nhiều hơn nữa. Một cây giống thủy quá, bỏ ra đi. Tự nhiên đó. Đào Thị là một người vợ kế của một cái gia đình giàu có, thì theo hoàn cảnh của cuộc sống thì cô được đào tạo thành một sát thủ và một kỹ nữ. Tí lát có mắt không chồng, nghĩ sao hả cúng đạp à cho chung đám xoái. Kiểu ra, còn lính lát cũng hơn rồi. Kỳ, 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 tính cô là một cô gái rất là cạnh tranh. Bên cạnh đó là cô cũng thể hiện bản thân của mình rất là nhiều. Cô rất là hay ganh tị và có cái tính đố kỵ rất là cao. Nhưng cô là một cái người rất là cầu tiến trong công việc. Công việc của cô là một sát thủ như một kỹ nữ, thì cô cũng khá giỏi về tất cả các mặt để có thể trở thành một kỹ nữ chuyên nghiệp cũng như là một sát thủ chuyên nghiệp nữa. Phun chưa? Hả? Phun chưa? Dừng lại. Ok, khá. Trời ơi, tao. Trời ơi, những cái vai Quyên đóng từ trước đến giờ thì cũng bị rất là nhiều người ghét. Nhưng mà Quyên nghĩ rằng đã là một vai phản diện thì phải được khán giả ghét. Tại vì nếu mà khán giả không ghét thì có nghĩa là mình đã không đạt vai. Trước đây Quyên cũng đã đóng rất là nhiều vai ác rồi, thì khán giả không phải là ghét Quyên mà là ghét nhân vật của Quyên, đó là Quyên thành công. Quyên thì Quyên thích được rằng là đem đến cho khán giả những cái vai diễn để khán giả nhớ đến, và nó đem đến nhiều kịch tính cho bộ phim, chứ không phải là một vai diễn có đẹp hay không. Quyên nghĩ rằng là con người thật của Quyên và vai diễn thì nó không thể nào giống nhau được.
Bởi vì á, con người thì ai cũng có muôn mặt hết. Để thể hiện tất cả những khuôn mặt đó thì nó còn vào tùy hoàn cảnh nữa. Bật đèn rồi cười thôi. Không, nhưng mà tính cách tao mày của nó. Rồi, ngại coi. Hey! Quyên rất là thích mình có thể đóng được rất là nhiều vai. Bên cạnh đó là nhiều tính cách khác nhau. Bởi vì đó sẽ là cái cơ hội để Quyên có thể thể hiện cũng như là đem đến khán giả những cái hình ảnh mới về bản thân mình. Đụng đít, đụng vô đi. Đúng rồi. Đây. Ok. Nhưng mà cái khúc này em lên nước ngoài rồi em. Dạ. Con làm gì đó, con làm xong ra nè. Đụng tay nè. Xuống chút. Dạ. Làm việc với rất là nhiều đạo diễn rồi thì mỗi đạo diễn để lại cho Quyên một cái cảm xúc khác nhau. Riêng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh để lại cho Quyên một cái cảm giác thật sự anh là một người rất là quan tâm đến tất cả mọi người trong đoàn, không phải là chỉ là một thành viên nhỏ hay là một diễn viên ở vai lớn mà anh quan tâm diễn viên quần chúng nữa. Thì đó là một cái đặc biệt, tại vì khi mà Quyên làm việc, Quyên để ý những cái người xung quanh Quyên thì Quyên cảm thấy được rằng là anh quan tâm đến tất cả mọi người như vậy. Bên cạnh nữa là anh lại tạo cho Quyên một cái cảm giác cực kỳ thoải mái khi Quyên đóng phim, bởi vì Quyên biết rằng là một người diễn viên khi ra phim trường á có rất là nhiều cái áp lực về nhiều thứ về mặt vai diễn của mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà đạo diễn lại càng gây khó khăn cho diễn viên là tạo cho phim một cái cảm giác là căng thẳng nữa thì cái vai diễn nó sẽ không bao giờ hoàn thành hết một cái cách tốt nhất. Thì Quyên thấy được rằng anh Dũng là một cái người mà có thể là cho Quyên cái cảm giác rất là thoải mái. Anh hiểu được cái tâm lý nhân vật, được đưa Quyên vào cái tâm lý nhân vật một cách dễ dàng hơn. Cái thứ hai nữa là cái chính cái không khí thoải mái đó làm cái nhân vật của Quyên không bao giờ bị thoát ra, và Quyên không bao giờ đem cái tình trạng căng thẳng của mình để nó gắn vào nhân vật hết. Quyên nghĩ đó là một cái đặc điểm của anh Dũng, nghĩ rằng không phải một mình Quyên và tất cả diễn viên khác đều cảm nhận như Quyên như vậy. Rồi bắt đầu đau đó chứ về sao ghê luôn á. Chị Quyên là phải một mấy bữa nay ra là đen à. Trinh Nam đẹp. Là giờ hết trước rồi. Thở mà xuống. Rồi cái thùng nó bị gì không? Cái bác sĩ lại sửa cho cái thùng này. Đây là bộ phim về võ thuật rất là nhiều. Đây là cũng là lần đầu tiên Quyên đánh võ thì không thể nào tránh khỏi những cái chấn thương sẽ có. Và chính bản thân Quyên cũng như tất cả mọi người trong đoàn đều phải gặp. Cái chấn thương đó thì thật sự là lúc đầu khi nhận vai Quyên rất là căng thẳng. Tại vì thứ nhất là mình chưa bao giờ học võ hết. Về cái việc để mình có thể là đóng một bộ phim hành động, Quyên không muốn rằng mọi người nhìn vô để đánh giá là trời ơi, người diễn viên này chỉ là thế là này kia. Nhưng mà Quyên mong được rằng là mình tuy là mình không biết võ nhưng mà mình cũng sẽ không làm ảnh hưởng mọi người quá nhiều và có thể là hoàn tất cái vai diễn của mình. Đến nay là gần như là 3 đến 4 tháng học võ rồi thì những cái chấn thương rồi được sự nhiệt tình của bên cách cao đấu Quốc Thịnh cũng như là sự nhiệt tình của mọi người để chỉ bảo cho Quyên để Quyên có thể là hoàn tất cái vai diễn mình một cách tốt nhất. Cái xây sát, cái chấn thương cũng có rất là nhiều nhưng mà Quyên nghĩ rằng đó chỉ là một việc nhỏ thôi. Cái quan trọng nhất á là mình bỏ qua những cái nhỏ đó để mình có thể hoàn tất một bộ phim để có thể đưa đến khán giả, đó là điều cực kỳ quý báu. Nam ơi, tại vì ở trong đó là lúc đánh làng sàn ở trong đó mình không thấy,
Thành ra lúc đó mà ra trúng cái té thì là cái á lên té không? À. Căng đó khi mà đưa đây nè. Cái bị ra nè, đã căng đủ đi chém đi quay qua nè. Rồi vậy là ổn rồi đúng không? Đúng rồi, là cái âm là em giật em té nè. Rồi, nhưng mà em văng ra là anh văng cái đứng kìa. Bốn lần lại kìa. Rồi, chơi. 1 2 yeah. Thôi, okay, quá đẹp, nó mới luôn. Nó mới luôn. Cái chân bàn nó cái đứng xuống đó ngay chốc cho đó là nó chuyển xịt. Đúng rồi. Rồi reset đi ha. Rồi, rồi. 1 2 3. Dư. Cái này ngon á. Ghê ghê ghê. Ghê quá. Kiếm là cái gì cái kiếm đọc cái kiếm cái kiếm chọt vô. Không. Ui. Đứng luôn. Đứng luôn á. Rồi. Ngon rồi. Rồi xong, đi. Nóc nhà. Nóc nhà. Thật ra thì trước khi bóng máy thì Quyên cảm thấy rất là hồi hộp, là không biết là phim này nó sẽ có những cái khó khăn như thế nào. Dù là Quyên cũng đoán được trước rằng là một số cái khó khăn cũng như điều kiện ở tại resort Ngọc Sương tại Cam Ranh này về thời tiết cũng rất là khắc nghiệt, cũng như là về ăn uống, rồi cái cách sống nữa, là về cái chỗ sinh hoạt của mình nó cũng sẽ khác so với là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà khi mà ra đây á, thì Quyên cảm thấy được rằng là có rất là nhiều khó khăn diễn ra, cũng như là thời gian, tất cả mọi thứ thì nó không như mình nghĩ và mình mong muốn. Cái điều đầu tiên á, là về cái thời tiết ở ngoài Cam Ranh này, nó rất là nóng và nó làm cho một người diễn viên là để đóng được đây là họ phải chịu khổ hơn rất là nhiều so với những tất cả những cái vai diễn trước đây mà Quyên đóng tại Sài Gòn hoặc là một số tỉnh khác. Có nhiều khi mình cảm thấy được rằng là mình rất là thèm rất là nhiều thứ ở tại thành phố, thèm rất là nhiều món ăn nhưng mình không thể nào ăn được. Cô Mâu phải đẹp nha. Là một sát thủ thì Quyên phải đi học võ. Có những cái bài tập cũng rất là khó khăn. Trời là nắng nè. Thứ hai nữa là mình những cái phân đoạn đánh nhau thì lại ở trên mái nhà, rồi được bay này kia nữa thì nó sẽ càng cái điều kiện nó càng khắc nghiệt hơn nữa. Hôm nay sắp tập trận hiền hương. Đánh trận hiền hương. Bây giờ ta sắp lên trên dàn mướp rồi đó. Người ta gọi là cướp trên dàn mướp. Như em nói. 1, 2, 3. Sao một lần nha, kìa là đau kì. Ôi chạy còn dễ chạy. Đi chạy. Chạy. Mấy dài quá. Dương mấy. Dài quá. Những cái bộ trang phục cũng rất là dài. Trang phục của các kỹ nữ của tụi Quyên á thì lại là áo yếm. Thì vậy là làn da của tụi Quyên như các bạn đã thấy nè thì nó đen đi rất là nhiều. Thật sự thì đây là những cái cực khổ của mình. Nhưng mà khi mà thấy không phải một mình mệt không, ai cũng mệt mỏi cả. Vì vậy là tất cả những cái mệt mỏi nó cũng trôi qua. Quyên cùng cả ekip ai cũng mong rằng là bộ phim mình hoàn thành tốt. Những cái cực khổ của tụi Quyên có thể đem đến được một phim thật là hay, để có thể đem đến nhiều kịch tính cho tất cả quý vị và các bạn. Quá cỡ coi. Cỡ hả? Ờ, chịu nữa. Càng tốt, càng quá. Hay đây, đây nè. Trắng. Cần vô trong cái chân nè. Đọt. Cắt. Ok. Quá. Quá hay. Rồi, xong. Diễn viên đến từ Maroc đến sông quay tất cả. Cái mấy trận chào này mình cần thêm mấy cái dấu bánh nó dội xuống đất nữa đây. Ok rồi.
Rồi quay đi. Nhưng mà khoan thay đồ nha, để cho lát nữa chụp hình nha. Khóc đi. Khóc đi, khóc đi, khóc đi. Em biết em trước chị đã xong vai rồi, chứ em là ba lóc tết đâu. Đâu đi. Rồi kia chị Huy đến từ Maroc về Maroc lại nha. Chị Huy ngồi trên phụ chân chị. Thật sự là bây giờ là Quyên cũng có rất là nhiều cảm xúc, cũng rất là muốn về nhà, muốn về với lại gia đình. Thứ hai nữa là cũng nhớ những cái ngày ở đây, dù thời gian chỉ có gần 2 tháng, mười mấy ngày thôi, nhưng mà thật sự là có rất là nhiều kỷ niệm tại đây. Nào là những anh em đã hết mình cho phim để có thể có được những bộ phim đẹp. Cái thứ hai nữa là những cái sự hy sinh của tất cả mọi người để bộ phim có thể hoàn tất một cách tốt đẹp nhất. Có những cái lúc mà chia tay từng người để rời xa đoàn phim. Thì Quyên nghĩ rằng là những cái kỷ niệm này nó sẽ đi theo suốt. Khi mà Quyên về Sài Gòn, Quyên sẽ rất là buồn, bởi vì ở đây đã để lại cho Quyên rất là nhiều cái cảm xúc khác nhau. Đúng nha. Em về Sài Gòn đi chúng ta. Là gia đình chúng ta. Mai sẽ nghe em được rồi đó. Bị bầm rồi nè, tội nghiệp bạn. Trời, trước khi về còn rước em biết bầm về. Và Quyên mong rằng là những cái khó khăn của tụi Quyên, của cả ekip phim Mỹ Nhân Kế sẽ có thể đem lại cho tất cả quý vị và các bạn một bộ phim thật là hay, một thật là hấp dẫn. Và bộ phim này cũng để cho Quyên rất là nhiều kỷ niệm sau này. Còn ngày mai mà. Ôi, dành cho tôi như té sẵn rồi. Chị em lon to. Rồi, chị Quyên chạy vô đây, vô chạy vô đây lúc rồi. Hồi đó giờ phim nó chưa mưa đúng không? Dọn máy trên đầu phim tán lớn lên lên đi ai buồn biết đi. giờ mình giả tiếng ếch đi. Ốc nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất mà là kẻ vô tình nhất.